đó lên đây đi. Anh đây, anh đây. Xin chào cả nhà. Hôm nay mấy anh em mình rủ nhau về ngay của thằng em nó dở nóng trà. Trước mời cả nhà theo dõi anh em mình để trà cái nóng trà này có nhiều không, rồi chút xíu nữa cái anh em mình nếu nhiều quá thì cái mớ để anh em mình mần một hai món nhậu sương sương nha cả nhà ơi. Mời cả nhà theo anh em mình dở trà nha. Rồi đi anh ơi. Mời cả nhà mình đi. Theo mình đi dở trà nha. Chặn mặt cái mấy này đi kìa. Cậu các áo em nó chặt như này. Anh ấy vẽ mất hết luôn ơi. Cậu mày xuống đây, cậu tư mày lặn chứ sao chả cái này sao ai vô tới được cái này đâu trời. Thằng này là gặn lại, cậu có lên đi. Cậu vô hết thân cứ cọc khác cái còn cái cây cái rồi cái miếng mồng vô cái cây được rồi. À rồi. Có con lứa lẩu chứ không? Ở đừng lấy cái trước đi, đừng đi sau. Bỏ lưới sao lại. Cái con nổi rồi mà kia đi trước. Sao? Tao nào đi trước đầu đi. Cái đống trà này cậu mày để mấy tháng rồi mấy kiểu này mới dở cậu thôi. Thằng chi hái là đơn hàng rồi. Thằng chi xịn nó đâu lâu không nổi. Bỏ lưới ra. Là mới dở mà đi xe con gái luôn hả cô Lương? Đóng này chuyện cái bắn à. Tôi thấy tiền dữ lắm rồi, thấy dịu rồi đó. Tại cô là tại hai ông đó kêu nó tiếng đi tiếp trà với trà, hai đó đi ra đông tắm muốn rửa làm gì trời.
tiếp giấy cà là tốn tiền cho bông cho hai nó. Đang làm nhiệt tình trước cả cho 150. Anh này ơi. À đó đúng không? Ồ cá nhiều lắm nó vô cá nhiều quá rồi đấy. Hôm qua có 8 con nó bù dữ rồi. Cái đồ đồng xuống. Đâu á? Nói gì chứ xịn tới lý lỗ đó, nói là cứa này để nó lột ra coi. Đúng rồi, nó phải cột lại chứ, không có cột lại đâu có đi được đâu nghe. Lấy trà thôi, lên luôn đi. Lấy trà thôi anh có rồi, lấy trà, lên đi, đi, đi lấy trà luôn. Thôi. Lấy trà thì không đứng được đâu. Bỏ lại tiếp là gửi cái theo. Đừng có phát đốc rồi. Cái đầu tắm nước lâu vét tắm nước này rồi. Thì được cái nón cối đó dầu dầu cái nón này nên tắm nước đây. Đọc đọc lên anh hai lần này nướng được rồi. Ê, hốt bơi bông quay. Mày cứ khứa cho tao, cho nó hết cái này xô khô cái này. Cái này rạn ra, xúc ra ấy đi. Đừng đi né đâu được. Ừ, rắc lưới. Nãy giờ hả? Chưa bao rồi. Chưa bao rồi. Nam ơi có lên này chút xíu nữa mình đúng trui nghe đó Nam. Có lên được. Má tới này không nè. Đó. 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 Không đây xuống đem cài nhà lại. Nè. Cá sạch tốt luôn rồi. Cái này nè.
Từ từ đây. Đó, sạc đồ đó xúc luôn. Dạ, đem sạc. Rồi. Đó chạy đây nè. Ôi, không đâu, không đâu, không. Không đâu. Hôm nay là đông lắm chạy ra đó. Lấy cái đọt xanh xanh đó, lấy cái nào phải vớt luôn. Rồi. Anh đi. Thôi đi tay. Có lóc luôn đi trời. Cái mí đó đó đục quá không anh. Sao mày đi. Tình rác không dùng sao giữ nó không gì luôn nữa. Tụi mình nó bắt cá thì thôi đi. Cá thì nó không đi. Ủa cái bao luôn. Bao đi. Để nút vớt luôn. Ủa cái gì vậy? Ai còn nào nói chuyện chơi luôn. Nó có gì thôi đi. Mì đổ vô cái bao đó kìa, cái bao được cá nó chịu mà. Nè. Ủa đại vô coi, bắt đạt. Rất bắt lại cái số đi, bắt lên trước đi. Sao? Tranh thủ đi nghe cái xuồng này chút cũng đi thế này nha. Chạy.
hết rồi, đây hết cà phê rồi. Bao đổ lại đi. Trời ơi, trên đây ngon nè. Gỡ ra, gỡ gỡ đừng chú. Gỡ giùm bao đi. À. Dính rồi, em dính rồi. Phần thôi, nè, anh ta. Thử đó. Có hả bắt được, bắt hay nha. Đi kìa ơi. Bỏ dạo đi. Xin dạo quá. Dạo sạch rồi giờ đổ vô. Đổ thêm chút cái tre mới, cái tre quá trời. Bỏ cái bỏ đi. Đổ cái còn rác đắp coffee đi, còn rác không đâu, còn thịt đâu thịt lại vô đi tránh lửa nó lẹ. Đổ vào cái lửa lẹ đây. Cái miếng này vậy con thắng được miếng này. Ừ. Cái thằng bao nữa. Hết rồi. Rồi đây. Được ra luôn. Bao bao nhiêu? Rồi mới đặt đi vô đây. Ừ. Vô nước, vô nước. Không rồi, cái bên hãy nước thôi. Rồi lại hết luôn. Sáng giờ mấy anh em mình cũng có giả nấu trà, cũng có được mớ cá anh em ơi, giờ được mớ cá rô phi với cá linh với cá tê trắng thì mình nướng, còn cá rô phi thì mình luộc cơm mẻ, nhúng nước cơm mẻ với mình hái được mớ rau muống với một súng, mời anh em mình làm xương xương với mấy anh em mình nghe, chưa, mời anh em mình làm xương. Nè mình nè, món. Rồi đúng không? Cái cục cá linh nướng nó được. Cái nước mắm khúc nó được. Đây. Quẹt cái muối con luôn có được rồi. Làm con. Muối chỗ này thì ba làm có được. Nước mắm. Nè làm đi đi. Thêm món này được không? Có không? Ngọt nói không lên lời luôn. Quá. Cái chén nước này chấm cá nướng. Chén thấy nữa. Tối mà. Chấm mặt rồi còn. Thấy là chấm mặt luôn còn đâu nó đi tới chấm. Chấm thử miếng nữa. Vậy. Chấm thử miếng vô á. Rồi. Đây, chấm chấm chân mặn như kẹt đấy. Nước mắm á. Mặn cái máy gì mà. Cái con cá rô phi này bây giờ là nó cái này mình để vô nước là nướng ha, là rau đựng để vô đúng tới đoạn ngọt luôn á. Nó ngọt, cái con cá nó còn dai thấy không,
mình làm cái đầu này. Quá ngọt cái này. Cái linh này mà nướng nó hơi dì dùi, hay khô quá thì cũng không dì dùi nè. Ngọt ngay không? Còn cái trái trắng này mình nướng cái kiểu này rồi. Chỉ có miền Tây mới có cái này thôi. Bây giờ anh lấy cái lái nha. Mày ăn cái này đi. Vậy đó, đừng chấm vô cái nữa. Đó. Này nhiều đây chứ tràn đầy luôn quá. Hôm bữa nay cá mình bỏ thu rồi, cá nhiều quá nhiều, ăn mạnh mạnh đã đi em ơi. Nó chín rồi đó, còn năm thôi, ăn tự nhiên nghe sao rồi ăn đi cho ra đồng mình bẻ hồi nãy em cặp bến á, mình dở trà rồi bẻ đường mớ. Con cái nó không được ngon như hôm nay ngon quá, cá ngon quá anh em, là anh em mình luôn đi. Rồi. Nguyên nó, nguyên cái cho nó vô cái ơi, nguyên cái cho nó đã cái ơi. Lâu nào nguyên luôn nha, rồi. Nguyên cái đi, nguyên cái cho nó đã ra đây. Thứ gì chịu nổi bằng cái này? Qua đó. Cái này cũng cái này quên mất cơm không con chưa tính ra nãy giờ mình nướng cá với lợn này chưa được 2 tiếng đồng hồ phải không, lâu lắm mình với bộ năm ổ anh hai. Thank you.